Trong buổi seminar hôm nay thì mình sẽ trình bày về một cái gọi là về cái không biết nên gọi nó là gì, cái khái niệm mà gần đây thì rất nhiều người trên thế giới, rất nhiều các cái cộng đồng trên thế giới họ chú ý đến, đó là Bitcoin. Thì bài seminar này sẽ cố gắng trình bày về cái phần kỹ thuật ở bên dưới cái gọi là Bitcoin protocol đó, tức là Bitcoin nó hoạt động như thế nào, thực sự nó vận hành ra. Mình của cái buổi seminar lần này thấy là sẽ có hai buổi như này. Buổi ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào những vấn đề sao, thứ nhất là Bitcoin là gì, cuối cùng nó là cái gì, thứ hai là cái hệ sinh thái Bitcoin hiện tại trên thế giới nó phát triển từ sao, những cái khái niệm cơ bản của Bitcoin. Tiếp theo sẽ là cái khái niệm về Bitcoin transaction, tức là gửi giao dịch Bitcoin thực tế nó hoạt động như thế nào. Vấn đề tiếp theo mình sẽ trình bày đó là cái vấn đề gọi là double spending, tức là sử dụng hai. Tiếp theo mình sẽ cần một chút về cái gọi là cái Bitcoin ecosystem, mạng lưới cái hệ sinh thái Bitcoin hiện tại thì nó rất nhiều các cái thành phần. Nhất là Bitcoin Client, tức là đây là cái sản phẩm của cái nội cốt, rất nhiều các cái nội cốt là Bitcoin Client. Nhất là Bitcoin Core, Bitcoin Core là cái client phổ biến nhất hiện tại chạy trên trong mạng lưới Bitcoin. Thì ông Nakamoto Satoshi cũng đầu nội cốt ra, sau đó về sau giao lại cho các cái đội phát triển khác. Thì cái nội ý bây giờ chúng ta cái đội Bitcoin Core này. Tiếp theo là Bitcoin XP, Bitcoin Elastic cũng